Khi bạn gặp xui xẻo, hãy đến bốn nơi này. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Hãy Sống Khác. Quý vị thân mến, cuộc đời mỗi người thường chẳng thể nào mãi bằng phẳng, yên bình, lên cao xuống thấp là chuyện thường gặp trong cuộc sống. Có những người vừa gặp một chút rắc rối, không thuận lợi là nhụt chí, mất đi nhiệt huyết. Nhưng cũng có những người càng gặp thử thách lại càng mạnh mẽ hơn. Những biểu hiện hành vi này đều có liên quan đến thói quen và thái độ mà mỗi người hình thành, phát triển trong một thời gian dài. Có những thói quen nho nhã, tích cực đưa con người đến với những điều thuận lợi. May mắn, nhưng cũng có những thói quen chỉ khiến cho con người ngày càng tụt hậu. Khi một người cảm thấy không may mắn, nếu có thể đến bốn nơi này và ngồi lại một chút sẽ rất hữu hiệu, ngay lập tức sẽ xoay chuyển vận rủi. Vậy đó là bốn nơi nào? Mời quý vị cùng lắng nghe và suy ngẫm nhé. 1. Nơi cửa Phật thanh tịnh. Khi một người gặp vận rủi, thường thì nội tâm khó mà bình tĩnh. Bởi vậy, trong cách đối nhân xử thế giữa đời thường, luôn luôn ôm một loại tâm lý oán hận, oán trách người này, ghét bỏ người kia. Thực ra trong cuộc sống, nếu một người gặp chuyện xui xẻo thì cũng là một điều rất bình thường. Bởi trên con đường nhân sinh này, không một ai có thể từ đầu đến cuối thuận buồm xuôi gió phiêu phiêu. Vậy nên, khi một người gặp phải vận rủi, nếu có thể, hãy đi đến một ngôi chùa miếu nào đó và ngồi lại một chút. Không nhất định phải thắp hương bái Phật, cũng không nhất định phải rút quẻ để cầu xem ngọt bùi cay đắng trong đời mình. Chỉ cần chúng ta tĩnh tâm lắng nghe tiếng chuông chùa vang vọng, nghe tiếng kinh Phật đang giao giảng, trò chuyện một chút với vị tăng nhân đã rũ bỏ hồng trần, sẽ thấy tâm mình thản nhiên và khai ngộ. Khi đó có lẽ chúng ta sẽ bừng tỉnh ngộ. Hóa ra bản thân mình cũng không phải đang gặp vận rủi, mà là tự mình đang rùi vào cái cũi do chính mình tạo ra. Nếu có thể kịp thời bước ra, tích cực hòa nhập vào cuộc sống, chúng ta ngay lập tức liền có thể xoay chuyển vận rủi. 2. Nơi sống chết phân tranh, bệnh viện. Khi một người cảm thấy bản thân mình không may mắn, sẽ luôn cho rằng mình là người xui xẻo nhất trên thế gian này. Kỳ thực, một người chỉ cần vẫn còn đang sống khỏe mạnh thì chính là một niềm hạnh phúc. Một loại phúc báo tốt nhất. Khi chúng ta cảm thấy không may mắn, nếu không ngại, hãy đi đến bệnh viện dạo quanh một vòng và ngồi lại một chút. Khi chúng ta đi vào bệnh viện, nhìn thấy những người đang bị bệnh nặng kia, họ đang vô cùng khát khao được sống, vô cùng sợ hãi, ốm đau, bệnh tật. Ngoài việc bày tỏ sự cảm thông, chúng ta hẳn sẽ cảm thấy mình thực sự hạnh phúc, sẽ cảm thấy mình đang thực sự may mắn biết nhường nào. Sau khi về đến nhà, có lẽ chúng ta sẽ cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, đem cái gọi là chuyện xui xẻo kia vứt bỏ qua một bên. Sau đó một lần nữa lại vùi đầu nỗ lực với niềm tin và sự cố gắng không ngừng. Vận may chắc chắn sẽ bất ngờ gõ cửa. 3. Nơi lao động khổ cực, công trường. Rất nhiều người gặp phải lúc trắc trở khó khăn lại luôn tự phàn nàn rằng mình xui xẻo, kêu ca cuộc đời mình sao lắm gian nan. Kỳ thực, một người gặp phải chút trắc trở trông chênh là chuyện hết sức bình thường trong cuộc sống. Cho dù là doanh nhân hay là bình dân bách tính, trong cuộc đời gặp phải lúc ngăn trở khó khăn thì đó đều là một khối đá thử vàng trên con đường nhân sinh ấy. Nếu có thể biết tích lũy kinh nghiệm, biết vận dụng tốt khối đá thử vàng này, chúng ta mới có đủ quyết tâm và nghị lực vượt qua tất cả. Lúc này chúng ta hãy nhìn xem những người xung quanh, những người đang vất vả, mệt mỏi hơn chúng ta rất nhiều, họ đã vượt qua những khó khăn trong cuộc sống của mình như thế nào. Khi chúng ta bước vào công trường dưới cái nắng như thiêu như đốt, ngồi dưới khí trời vô cùng nóng nực, oi bức và nhìn những người công nhân kia mồ hôi nhễ nhại như mưa, lại nghĩ mình trốn ở trong phòng điều hòa mát rượi, gặp phải một chút ngăn trở khó khăn, đã phàn nàn kêu ca đủ thứ, lúc này nhất định sẽ cảm thấy vô cùng áy náy, từ đó vứt bỏ cái nhãn mác vận rủi kia, lấy lại sinh khí và trở nên lạc quan tươi tỉnh. Sau đó vận may cũng nhất định sẽ tới đúng hẹn. 4. Nơi nhiều số phận nghèo đói, gầm cầu. Khi một người cảm thấy mình không may mắn, cảm thấy bản thân như đang rơi xuống vực thẳm của cuộc đời là do luôn bất mãn với cuộc sống cơm áo gạo tiền thực tại. Do họ hụt hẫng khi mất đi những tháng ngày
đủ đầy vui thú, mất đi khoảng thời gian hạnh phúc vàng son, từ đó sầu não, uất ức. Thực tế là trên thế gian này có rất nhiều người đang trải qua cuộc sống cực kỳ cùng cực. Nếu như chúng ta cảm thấy mình rất không may mắn, cảm thấy thời gian trôi qua thật vô vị, nhàm chán, vậy thì đừng ngại ngần, đi xuống dưới gầm cầu để quan sát, ngồi lại một chút. Hãy đến và trò chuyện với những người không có nhà để về kia, tìm hiểu về nỗi gian truân của họ, đồng thời chia sẻ với họ một chút khó khăn. Khi chúng ta về đến nhà sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ, hóa ra mình vẫn thật là hạnh phúc, mình dù sao vẫn còn có thể ăn no mặc ấm. Thế là chúng ta lại lần nữa lấy lại niềm tin trong cuộc sống, tiếp tục cổ vũ cho chính mình, trong lòng tràn ngập niềm đam mê và cố gắng. Sau đó, vận may của chúng ta sao có thể không tìm đến đây? Bốn nơi này vẫn luôn tồn tại trong cuộc sống này, nhưng chớ trêu thay, chúng ta lại thường quên mất sự hiện hữu của chúng. Thế nên, trên con đường nhân sinh, có lúc gập ghềnh trắc trở, chúng ta lại luôn than vãn mình bất hạnh chớ trêu. Không biết rằng mình đang may mắn, hạnh phúc hơn vô vàn người khác ở đâu đó bên ngoài. Bạn nhớ nhé, mỗi khi cảm thấy mình xui xẻo không may, hãy đừng ngại đi đến bốn nơi này và ngồi lại một chút, sau đó nhất định sẽ xoay chuyển vận rủi. Quý vị thân mến, người có tâm tính tốt thì cả đời đều sẽ tốt. Còn người sống trên đời muốn trải qua cuộc sống tốt đẹp thì nhất định phải có tâm tính thật tốt. Có nhiều khi chỉ cần cười lên thôi, bạn sẽ thấy những lo lắng ưu phiền thực ra cũng chỉ vậy mà thôi. Giống như Samuel từng nói, thế giới giống như một tấm gương, bạn cau mày nhìn nó cũng sẽ cau mày nhìn bạn. Bạn tươi cười với nó thì nó cũng sẽ tươi cười với bạn. Người có tâm tính tốt, cuộc đời sẽ càng sống càng thuận lợi. Chỉ cần có trong mình những đặc điểm này, tin chắc rằng cuộc đời chúng ta sẽ trở nên thênh thang rộng mở hơn. 1. Tươi cười, tính cách sẽ ngày một tốt hơn. Người luôn tươi cười, dù là cười lớn hay chỉ cười mỉm, cũng đều sẽ đem lại cảm giác ngọt ngào cho người khác. Khi tâm trạng tốt thì mọi chuyện cũng sẽ đều tốt đẹp, tâm trạng không tốt thì mọi chuyện đều sẽ loạn. Người thích cười sẽ có được khí chất đặc biệt của riêng mình. Loại khí chất này không phải dựa vào tuổi tác, trang phục hay ngoại hình bên ngoài, mà xuất phát từ tận sâu trong nội tâm. Cuộc sống nhờ có những nụ cười mới trở nên tươi đẹp. Bạn tươi cười không phải vì người khác mà chính là vì bản thân mình. Có nhiều người quanh năm suốt tháng luôn bực tức với chính mình, tự tranh đua với bản thân, cho nên chúng ta cần học cách mỉm cười. Khi bạn tươi cười với thế giới thì cuối cùng thế giới cũng sẽ dùng nụ cười trả lời bạn. 2. Không phàn nàn than vãn, mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn. Nhìn thấy điều gì không hợp ý mình, vậy bạn hãy thay đổi nó. Nếu không thay đổi được nó, vậy trước hết bạn nên thay đổi thái độ của bản thân. Một người khi gặp chuyện khó khăn, không thuận lợi, nếu chọn cách trách móc, than vãn thì sẽ chỉ khiến cuộc sống càng thêm tồi tệ hơn mà thôi. Trách móc người thân không đủ chu đáo, trách lãnh đạo không coi trọng sự cố gắng của bạn, trách bản thân không đạt được thành công, đến cuối cùng trách móc, than phiền cũng chẳng thể giúp bạn giải quyết được chuyện gì. Khi bạn trách móc cuộc đời đối xử bất công với bản thân thì trước đó hãy tự hỏi bản thân mình là viên ngọc hay là hạt cát. Nếu như bạn vẫn chưa trở thành viên ngọc thì hãy tiếp tục cố gắng biến bản thân mình thành viên ngọc sáng. Vì dù cát có nhiều thế nào cũng chẳng thể che nổi ánh sáng của ngọc. Người không than phiền trách móc thì tự nhiên cũng sẽ nhận được kết quả tốt hơn. 3. Thấu hiểu giúp tình cảm càng thêm tốt đẹp. Là người không có ai hoàn hảo, mọi việc cũng không có gì là mỹ mãn. Cho dù là trong mối quan hệ nào đi nữa, giữa bạn và bố mẹ, giữa bạn và người yêu, vợ chồng, giữa bạn và con cái hay với bất cứ ai ở xung quanh, cơ sở quan hệ giữa người với người chính là ý thức chừng mực. Không có cảm giác chừng mực, tức là không có sự tôn trọng, sẽ khiến hai bên phát sinh lo lắng, mâu thuẫn và tổn thương lẫn nhau. Vậy chừng mực là như thế nào? Chừng mực là biết đứng ở vị trí của người khác để suy xét, thay đổi lập trường để hiểu cho nhau, để mối quan hệ hai bên thêm sâu sắc hơn, chứ không phải để tranh cãi làm tổn thương lẫn nhau. 4. Bao dung khiến cuộc sống tốt đẹp hơn.
Với người thân trong gia đình, bao dung rộng lượng càng nhiều thì hạnh phúc cũng càng nhiều. Giữa vợ chồng, bao dung nhiều thì tình cảm càng sâu đậm. Với hàng xóm, bao dung nhiều thì chung sống với nhau cũng tốt đẹp hơn. Giữa bạn bè, bao dung giúp tình bạn càng thêm bền lâu. Với đồng nghiệp, bao dung nhiều hơn thì sự nghiệp cũng thuận lợi hơn. Cuộc sống không phải là chiến trường, không cần nhất định phải tranh cao thấp thắng thua. Những người giữa người với người thấu hiểu nhau thêm một chút sẽ bớt đi hiểu lầm. Giữa trái tim với trái tim, bao dung độ lượng hơn một chút sẽ bớt đi những tranh chấp. Mọi người thường quá coi trọng chính bản thân mình nên mới lo được lo mất. Không nên dùng ánh mắt, dùng hiểu biết của cá nhân mình để đi đánh giá một cá nhân khác. Vì thực sự bao dung độ lượng bao nhiêu thì sẽ nhận được càng nhiều bấy nhiêu. 5. Lương thiện giúp thế giới tốt đẹp hơn. Làm người không nhất định phải đỉnh thiên lập địa, quyền cao chức trọng, rầm rộ khoe khoang, nhưng nhất định phải sống lương thiện, chân thành. Bạn trao ấm áp cho người khác, người ta mới mang ánh sáng cho bạn. Bạn trao chân thành cho người khác, người ta mới cho bạn sự ôn hòa nhã nhặn. Cho dù chưa có ai biết ơn sự lương thiện của bạn, nhưng bạn vẫn nên chọn sống và là người có tấm lòng lương thiện. Bạn chọn lối sống như thế nào, điều đó hoàn toàn là vì bản thân bạn, chứ không phải sống vì người khác. Suy cho cùng, thế giới luôn tán dương những người sống lương thiện theo cách này hay theo cách khác. 6. Biết ơn sẽ giúp ta may mắn hơn. Tâm nguyện đầu tiên của tôi chính là trở thành người biết ơn. Biết ơn cha mẹ đã cho tôi cuộc sống này, biết ơn cuộc đời đã dạy tôi trưởng thành, biết ơn hiện thực đã giúp tôi học được phải kiên cường mạnh mẽ, biết ơn tình thân sẽ sưởi ấm trái tim, biết ơn tình yêu không cách lìa, không chia xa, biết ơn tình bạn cùng vượt qua khó khăn hoạn nạn, biết ơn chính bản thân mình dù cuộc sống có đắng cay, cuộc đời có khó khăn vẫn luôn cố gắng, nỗ lực vươn lên. Người hiểu được biết ơn sẽ được ông trời chiếu cố, may mắn nhất định sẽ đến với bạn.